Trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách nâng cấp linh thú của các pro nhá. Con ong này của mình đang là 7 sao rồi. Thì hiện tại em nó đã cộng được thêm 32,3% công HP cũng như là thủ các kiểu con đà điểu luôn. Và hiện tại kỹ năng chiến đấu của nó level 5 thì mỗi một phát nó bắn là được 50% công của nhân vật chính. Cái việc nâng sao cho pet ấy thì chúng ta sẽ có thể là nâng cấp thêm những cái dòng thuộc tính ở đây, giúp cho nhân vật của mình mạnh mẽ hơn. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ tăng những cái chỉ số cộng thêm ở phần sát thương. Thì khi mà lên level 80 thôi là nó mắc rồi. Kỹ năng level 5 là được có 50% là tạm tì tòi. Nhưng mà hơn nhau ở một cái đó chính là cái chỉ số phần trăm. Càng về sau càng nâng nhiều sao thì cái phần trăm này nó cộng lên càng nhiều, và càng về lên thì nó càng có lợi các bạn nha. Thế thì bây giờ nhiều bạn sai lầm ở chỗ đó chính là cứ lấy được em ong già đầu tiên, và khi mà nâng cấp em thứ hai lên á, ví dụ nha, bắt luôn này. Đấy, đúng chưa? Thì các bạn sẽ lại vào linh thú, sau đó các bạn vào con này luôn và tiếp tục là chọn vào phần nuốt chửng, ấn vào đây để nâng cấp như bình thường. Nhưng khoan các bạn ơi, đấy là cách chơi của các bạn newbie tân thủ thôi. Còn nếu như các bạn là pro á, thì các bạn cần phải lưu ý đến cái dòng đầu tiên của cái con đấy. Ví dụ như các bạn chơi vào phần liên kích, các bạn thấy cái chỉ số ở đây phát nó ra liên kích màu vàng, thì các bạn nhớ giữ cái con đấy lại và các bạn sử dụng chính cái con này để làm con gốc. Sau đó là bạn dùng cái con này để bạn nuốt cho mình nha. Đấy, mình nói thế các bạn không biết đã hiểu không nhỉ? Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Thế này mình ví dụ nhá, cứ cho đây là một cái dòng gì đó cực kỳ là xịn nhá. Thì khi mình chiêu mộ ra thì đầu tiên này, ui, vai cả trưởng, dòng khủng khiếp quá nhờ. Đấy, đầu tiên là các bạn phải gieo lên như thế đã. Thì lúc đấy là bắt đầu cái gọi là hưng phấn nó lên. Và con linh thú của bạn cũng biết là bạn yêu thích nó, thế là nó sẽ gắn bó với bạn hơn. Bước tiếp theo là bạn sẽ ấn vào con linh thú mà đang cùi bắp như thế này rồi. Kể cả bạn có nâng cấp được nó lên 3-4 skill thì các bạn cũng kệ. Mở khóa, ok chưa? Các bạn dùng chính con này để có thể là ấn ra trận. Đấy, cho bạn khóa con này lại. Sau đó bạn dùng cái con mà vừa ra trận đấy rồi, mặc dù nó level 1 nha, bạn nuốt chửng cái con 4 sao, à 7 sao này nha. Đấy, nuốt chửng luôn. Đấy, các bạn thấy không? Thì mình vẫn có được 8 sao như bình thường, các skill ở đây nó vẫn cứ là ok. Các bạn thấy chưa? Thậm chí là cái skill gốc này của mình nha, nó lên được tận level 4. Và các bạn thử tưởng tượng đi, nếu như đây là cái liên kích hoặc là cường hóa linh thú thì các bạn thấy như thế nào? Nó lên level 4 phát rất chi là ok luôn. Nhưng mà có một cái lưu ý, đó chính là các bạn nhớ ấn cài lại cái con linh thú trước khi là các bạn mang đi nuốt nhá. Bởi vì cài lại thì các bạn sẽ hoàn trả lại 100%. Còn nếu như các bạn đem đi nuốt chửng thì nó hoàn trả lại không được 100% đâu. Con ong già của mình lúc đầu là nó level 106, nhưng bây giờ sau khi nâng cấp lên thì mới được có level 96 thôi. Hơi sơ suất tí thì các bạn lưu ý nhá. Và mình khuyên các bạn nào là nông dân tân thủ hoặc là nào ít thì chúng ta cứ vã vào con ong già mà chơi để có thể là kiếm dòng xịn nha. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một trong những cái dòng xịn nhất của em ong già, đó chính là cường hóa linh thú. Đây này các bạn, cường hóa linh thú cộng 75%, mà mỗi một hiệp nào nó cũng dã một phát, thành ra là nó sẽ tối ưu hóa được cái lượng sát thương của em nó gây ra nha các bạn. Đấy, thì các bạn chỉ cần thấy ở đây là cái dòng gọi là cường hóa linh thú màu cam thôi thì các bạn nhớ giữ ngay con đấy lại và dùng nó làm con gốc, và sau đó đi nuốt những con khác nha các bạn ơi. Như vậy là cực kỳ hợp lý luôn. Thì đấy là cách mà chúng ta có thể là tăng sao cũng như là lựa chọn dòng, nâng cấp linh thú một cách cực kỳ chuẩn bài nha. Nếu như các bạn thấy video có ích với các bạn thì nhớ cho mình xin một nút like cũng như là ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và ở trên màn hình đang là cái danh sách phát hướng dẫn tân thủ Tiểu Yêu Tầm Đạo. Nếu như bạn là một tân thủ chưa xem video thì nhớ click vào để xem ngay đi nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.